Mong rằng sau cái video này, bà con mình có thêm một bài thuốc nữa hoặc là có thêm một vị thuốc nữa giúp cho bà con mình trị bệnh. Loại dược liệu này thì trong Đông y người ta coi nó là một loại dược liệu làm mạnh xương cốt, trị đau nhức xương khớp, trị bong gân trật khớp, rồi điều trị gãy xương, dập xương. Rồi, ngay bây giờ thì Lâm xin mời bà con mình cùng Lâm nhận diện dược liệu. Đây là hình ảnh dược liệu hôm nay Lâm muốn chia sẻ với bà con mình. Chúng ta sẽ quan sát từ xa nha bà con. Này, cây này là một cây sống trên thân cây khác. Đấy. Nó không bao giờ mọc riêng lẻ hết. Nó thường mọc lên thân cây khác. Và Lâm thấy á, thì những cây mà loài cây này chọn đó là cây lâu năm. Cây này á, người ta thường hay thu hoạch ở các vùng núi cao rất là nhiều, vùng của Lâm thì ít lắm. Nhưng mà vô tình hôm nay thì Lâm bắt gặp loại cây này và tiến hành chia sẻ lại tác dụng của nó cho bà con mình. Cái ngọn non của nó đây bà con. Đó. Đây, còn cái tàu lá của nó là như thế này. Rồi. Không phải bà con mình, những người xem video này mà gần như tất cả các thầy thuốc luôn gặp cây này thì người ta sẽ tiến hành người ta thu hoạch về. Bởi vì cây này nó tốt cho cái hệ xương khớp của chúng ta lắm. Khi chúng ta dùng nó quy vào kinh can và kinh thận. Cho nên gần như là những cái thang thuốc mà điều trị đau nhức xương khớp có sự tham gia của loại cây này thì hiệu quả nó sẽ được nhân lên rất nhiều lần bà con. Đây, Lâm sẽ quay cái ngọn non của nó cho bà con mình xem ha. Đây. Rồi. Vậy thì cây này có tên gọi là cốt tối bổ hoặc là tắc kè đá hoặc là nhiều tên gọi nữa. Nhưng mà chúng ta tạm thời chúng ta gọi như thế đi. Gọi là tắc kè đá hay là cốt tối bổ. Bộ phận sử dụng thì chúng ta sẽ sử dụng cái phần thân dưới này nè bà con. Đây. Cái phần thân nó lên nè, đúng không? Đây. Cái phần thân ở dưới này thì bà con mình có thể sử dụng như thế này. Chúng ta sẽ thu hoạch cái phần thân này và chúng ta cạo bỏ cái phần lông bên ngoài này bà con. Đó, cái phần lông bên ngoài. Đây, bà con mình thấy kỹ không? Đây, cái phần thân ở bên trong. Đây. Đây này. Chúng ta cạo bỏ cái phần vỏ bên ngoài. Đó, cái phần lông này chúng ta cạo bỏ hết nè. Rồi bà con mình thu hoạch về. Sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta có thể là sắc mỏng mỏng ra, phơi khô, đúng không? Để chúng ta dùng dần. Nếu mà liều dùng ở cái dạng mà sắc thuốc á, thì bà con mình có thể dùng từ 6 đến 12 gram. Rồi, người nào mà bị răng lung lay do thận không khỏe hoặc là chảy máu chân răng, bà con mình tiến hành dùng cái củ tắc kè đá này hay là cái thân tắc kè đá này. Thân này, đúng không? Bà con mình dùng một lượng khoảng 12 đến 16 gram thôi. Đấy. Bà con mình sẽ nướng lên ha, ở dạng khô thì chúng ta nướng lên. Giống như chúng ta đốt tôn tính vậy đó bà con. Sau đó thì bà con mình tán thành bột. Lấy cái bột này, chúng ta bôi vào các cái vị trí mà răng bị lung lay hoặc là chảy máu á. Thì nó sẽ giúp cho bà con mình cải thiện được tình hình rất là tốt. Chủ trị của cây này là về bệnh xương khớp, cho nên gần như các bài thuốc xương khớp á, bà con nên để ý về dược liệu tắc kè đá này ha. Còn những người nào muốn dưỡng cái hệ xương khớp của mình khỏe thì bà con nên tham khảo các cái tác dụng của cây tắc kè đá này. Những cái bài thuốc mà điều trị đau nhức xương khớp rồi đau lưng mỏi gối hoặc là giúp cho bà con mình bồi bổ can thận, mạnh gân, khỏe xương đó và phòng loãng xương thì bà con mình có thể vào phần mô tả của video này. Làm sẽ để tất cả những cái bài thuốc này trong phần mô tả, bà con mình vào lấy ha. Hôm nay thì Lâm chia sẻ cho bà con mình về hình ảnh thực tế của cái tắc kè đá ngoài tự nhiên. Lâm nghĩ thông qua cái video này, Lâm mang đến cho bà con mình những người nào chưa biết về dược liệu tắc kè đá có thể thông qua cái video này để tìm kiếm bằng những cái hình ảnh mà Lâm ghi lại như thế này.
nó bò theo cái thân này. Đó, nó cứ bám vào cái thân cây lớn đó bà con, thân cây lớn, thân cây lâu năm á, rồi bắt đầu nó sẽ phát triển. Ở đây là chúng ta có được một cái thân rất là dài đấy, đúng không bà con? Từ trên này đi xuống tới dưới này, đây, thì nó tầm đâu đó khoảng tầm hơn 1 mét rồi. Đấy. Nếu thu hoạch đó, thì chúng ta sẽ chừa lại bà con, chừa lại. Thường là chúng ta sẽ thu hoạch cái phần ở dưới gốc này, đó, phần dưới gốc này. Sau đó thì chúng ta sẽ chừa lại phần ngọn, rồi cây nó sẽ phát triển lên thêm, đó, cây phát triển lên thêm. Cây này còn được gọi với nhiều cái tên khác nhau nữa. Vậy thì tên gọi cũng như là danh pháp khoa học thì Lâm sẽ để trên màn hình để cho bà con mình tiện theo dõi ha. Đây, lá của nó đây. Đấy. Cây này có rất nhiều công dụng nha bà con. Đặc biệt thì Lâm nhấn mạnh với bà con mình tác dụng về điều trị gãy xương nè, dập xương nè, cũng như là bong gân trật khớp nè, đau đau lưng nè, mỏi gối nè, ù tai nè, rồi răng lung lai nè. Thì gần như cây này điều trị thành công hết. Trong cái video này thì Lâm sẽ để trên màn hình cho bà con mình một bài thuốc rất là tốt, rất là quý. Trong đó có sự tham gia của dược liệu cốt tối bổ hay là tắc kè đá này. Khi bà con mình dùng bài thuốc này xong á, thì Lâm nghĩ xương cốt của bà con mình rất là khỏe. Kể cả gan thận của bà con mình cũng khỏe lên từng ngày. Tại vì trong bài thuốc này nó có sự tham gia của thỏ ti tử nè, rễ cỏ xước nè, rồi tắc kè đá nè, rồi đổ trọng nè, và một số cái nguyên liệu khác nữa. Toàn là những cái nguyên liệu chọn lọc thôi. Vậy thì nếu như người nào không xem được cái video này, Lâm nghĩ đây là một cái thiếu sót rất là lớn. Kênh của Lâm gần đây thì Lâm tập trung chia sẻ cho bà con mình những bài thuốc điều trị xương khớp. Vậy thì không ngoại lệ tắc kè đá này nằm ngoài kênh của Lâm được. Cho nên Lâm tìm cho bằng được hình ảnh thực tế của cái tắc kè đá như thế này, chia sẻ lại cho bà con, để bà con mình có thêm hình ảnh thực tế về một loại dược liệu tốt, một loại dược liệu không thể thiếu cho những người lớn tuổi, cho những người đang bị bệnh xương khớp và cho những người muốn hệ xương khớp của mình tốt. Rồi, Lâm mời bà con mình quan sát lại một lần nữa ha. Đây. Cái lá khô thì nó như thế này bà con. Đấy. Còn cái ngọn của nó là đây. Đây. Còn cái lá của nó, lá trưởng thành của nó thì như thế này. Rồi, đây là một cây con cây mới nè bà con. Đấy. Rồi, đến đây thì Lâm xin phép quý cô bác anh chị và các bạn mình làm kết thúc video ha. Bà con mình có yêu cầu về các bài thuốc thì có thể liên hệ với Lâm qua số Zalo. Lâm sẽ chọn lọc thời gian và chia sẻ lại cho bà con mình. Rồi, đến đây thì Lâm chào bà con. Lâm chúc bà con mình thật nhiều sức khỏe. Lâm mong rằng xem những cái video của Lâm như thế này thì về những hình ảnh thực tế, bà con mình sẽ biết được các dược liệu nó sống ở ngoài tự nhiên như thế nào. Từ đó thì thông qua những cái đặc điểm này, bà con mình có thể tìm kiếm, tự tìm kiếm và tự làm thuốc ở gia đình, giúp cho bà con mình khỏe nè, đỡ tốn tiền. Và đặc biệt hơn nữa đó, chúng ta sẽ dùng vào những cái trường hợp mà chúng ta cần. Rồi, đến đây thì Lâm xin tạm biệt và hẹn gặp.